Chào mừng các em học sinh khối 8 đến với bộ môn giáo dục công dân. Các em thân mến, cách thức học tập online như sau. Chỉ theo dõi và lắng nghe hết phần bài giảng. Đến cuối bài giảng, giáo viên sẽ yêu cầu các em chép phần nội dung bài học vào vở. Đầu tiên, các em chuẩn bị trước mặt cho cô gồm có sách giáo khoa, vở ghi bài và bút. Trước tiên, cô sẽ giới thiệu đến các em về Hiến pháp 2013, điều 25 có nêu rõ: mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, được quyền tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này đều do pháp luật quy định. Vậy thì trong các quyền đó, thì quyền tự do ngôn luận là quyền thể hiện rõ quyền làm chủ của nhân dân, nó thể hiện rõ tính tích cực của công dân. Nắm vững quyền tự do ngôn luận sẽ sử dụng tốt những quyền nói trên. Và để hiểu rõ bản chất cũng như ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận là như thế nào, chúng ta sẽ đi vào bài học ngày hôm nay. Bài 19 của tuần 9: quyền tự do ngôn luận. Một La Mã đặt vấn đề. Các em lật sách giáo khoa trang 52. Trong các việc làm dưới đây, việc làm nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân? A. Học sinh thảo luận bàn về biện pháp giữ gìn vệ sinh trường lớp. B. Tổ dân phố họp bàn về công tác trật tự an ninh ở địa phương. C. Gửi đơn kiện lên tòa án đòi quyền thừa kế. D. Đại biểu quốc hội phát biểu ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo hiến pháp. Đáp án của cô: câu A, B, D là thể hiện quyền tự do ngôn luận. Phương án C không phải là tự do ngôn luận mà là quyền khiếu nại. Vì công dân đó thấy lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm nên đã yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét lại. Vậy em hiểu thế nào là ngôn luận và tự do ngôn luận? Ngôn có nghĩa là dùng lời nói để diễn đạt công khai ý kiến, suy nghĩ của mình nhằm bàn luận một vấn đề nào đó thì gọi là ngôn luận. Vậy tự do ngôn luận là tự do phát biểu ý kiến, bàn bạc công việc chung. Vậy quyền tự do ngôn luận là tự do phát biểu ý kiến, bàn bạc công việc chung. Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Chúng ta tìm hiểu ở phần 2 La Mã nội dung bài học. Một nhỏ, quyền tự do ngôn luận là quyền của công dân tham gia bàn bạc, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những vấn đề chung của đất nước, xã hội. Chúng ta sẽ cùng làm một bài trắc nghiệm. Hỏi, bố mẹ em thường tham gia bàn bạc về các vấn đề sau. Vậy vấn đề nào là thể hiện quyền tự do ngôn luận? 1. Xây dựng kinh tế địa phương. 2. Góp ý dự thảo hiến pháp 2013. 3. Vấn đề phòng chống tệ nạn xã hội ở địa phương. 4. Bàn kế hoạch thực hiện kế hoạch hóa gia đình. 5. Làm đơn kiện chính quyền địa phương. Đáp án của cô là câu 1, 2, 3, 4 là thể hiện quyền tự do ngôn luận. Vậy, tự do ngôn luận có nghĩa là chúng ta tự do trong khuôn khổ pháp luật, không được lợi dụng tự do để phát biểu lung tung, vu khống, vu cáo người khác hoặc xuyên tạc sự thật, phá hoại, chống lại lợi ích nhà nước, nhân dân. Chúng ta vừa mới tìm hiểu quyền tự do ngôn luận là gì. Vậy thì công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? Chúng ta đi tiếp vào phần 2 nhỏ. Sau đây là một số hình ảnh về quyền tự do ngôn luận của công dân. Chúng ta thấy công dân được quyền tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do báo chí, được quyền thông tin, được quyền hội họp. Công dân được quyền tham gia họp bàn phát biểu ý kiến khi họp phụ huynh học sinh. Được quyền chất vấn đại biểu quốc hội. Và sau đây là một số hình ảnh về tự do ngôn luận trái pháp luật.
Ví dụ như học sinh không được quyền phát biểu lung tung trong giờ học, hoặc công dân không được quyền đưa tin sai sự thật, làm hoang mang dư luận. Mọi công dân không được quyền xuyên tạc công cuộc đổi mới của đất nước, không được viết thư nặc danh để vu cáo, vu khống, nói xấu người khác. Hiện tại thì chúng ta thấy nước ta và cả thế giới đang trong giai đoạn bị dịch bệnh Covid-19, thì ngay lúc này mọi công dân không được quyền đưa những thông tin sai sự thật về dịch bệnh nhằm gây hoang mang cho dư luận. Vậy công dân sử dụng quyền tự do ngôn luận như thế nào? Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, có quyền được thông tin theo quy định của pháp luật. Công dân có quyền sử dụng quyền tự do ngôn luận. Vậy thì bản thân các em đã thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình như thế nào? Nêu ví dụ. Bản thân các em thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình cũng phải trong khuôn khổ của pháp luật, bởi vì như vậy sẽ phát huy được tính tích cực và quyền làm chủ của công dân, góp phần xây dựng đất nước, quản lý xã hội theo yêu cầu chung của xã hội. Cô ví dụ như các em không được lên Facebook để nói xấu, nói vu khống, vu cáo người khác. Các em không được lên mạng phao những tin đồn nhảm làm cho dư luận hoang mang. Thì như chúng ta đã biết thì quyền tự do ngôn luận của công dân đã được quy định ở Điều 25 trong Hiến pháp 2013. Luật báo chí Điều 2 bảo đảm quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, tập thể và công dân. Cô giới thiệu thêm cho các em biết về Bộ Luật Hình sự năm 99, Điều 122, tội vu khống. Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền lợi ích hợp pháp của người khác, hoặc là bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Bộ Luật Hình sự năm 99, Điều 88, tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, làm ra, tàn trữ, lưu hành các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm. Vậy, nhà nước có trách nhiệm đối với quyền tự do ngôn luận như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu ở phần 3 nhỏ, trách nhiệm của nhà nước. Tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, để báo chí phát huy đúng vai trò của mình. Hiện nay trên đài phát thanh, truyền hình và một số báo có mở những chuyên mục để công dân đóng góp ý kiến, trình bày thắc mắc, phản ánh nguyện vọng của mình. Em hãy nêu một vài chuyên mục mà em biết. Đáp án của cô: hộp thư bạn đọc, ý kiến nhân dân, diễn đàn nhân dân, trả lời bạn nghe đài, hộp thư truyền hình, đường dây nóng, điện thoại 1080, ý kiến bạn đọc. Cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một tình huống. Trong một tiết học mỹ thuật, giáo viên cho quan sát một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, rồi yêu cầu học sinh nói lên suy nghĩ của mình. Một số bạn đưa tay phát biểu ý kiến, còn một số bạn ngồi dưới nói lên. Theo em, việc làm của các bạn thể hiện điều gì? Đáp án của cô: trẻ em được quyền đưa tay phát biểu ý kiến, nói lên suy nghĩ của mình, nhưng không được ngồi dưới lớp nói lên, có nghĩa là phát biểu linh tinh. Việc nói linh tinh dưới lớp sẽ làm ồn ào, gây mất trật tự lớp học.
cô giới thiệu thêm cho các em biết về luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em ở điều 20, quyền được tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến và tham gia hoạt động xã hội. 1. Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin phù hợp với sự phát triển của trẻ em, được trình bày ý kiến, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. 2. Trẻ em được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với nhu cầu và năng lực của mình. Vậy là công dân, học sinh, chúng ta phải làm gì để thể hiện quyền tự do ngôn luận đúng pháp luật Việt Nam? Thứ nhất, bày tỏ nguyện vọng cá nhân. Thứ hai, trình bày nguyện vọng, nhờ giải đáp thắc mắc và yêu cầu bảo vệ quyền lợi vật chất và tinh thần, học tập nâng cao trình độ văn hóa, tìm hiểu hiến pháp, pháp luật, không nghe, đọc những tin tức trái pháp luật, tiếp nhận thông tin báo đài, tích cực tham gia ý kiến, kiến nghị. Cô và các em sẽ cùng nhau làm thêm một bài tập. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào thể hiện quyền tự do ngôn luận của công dân? Việc làm A. Góp ý trực tiếp với người có hành vi vi phạm tài sản của nhà nước, xâm phạm quyền sở hữu của công dân. B. Viết bài đăng báo phản ánh việc làm thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước. C. Làm đơn tố cáo với cơ quan quản lý về một cán bộ có biểu hiện tham nhũng. D. Chất vấn đại biểu quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân trong các kỳ tiếp xúc cử tri. Đáp án: vậy câu B và câu D là câu đúng, thể hiện quyền tự do ngôn luận. Các em lấy tập vở ra ghi bài.
Vậy thì sau khi chúng ta tìm hiểu xong bài 19 quyền tự do ngôn luận, chúng ta thấy rõ pháp luật nước ta là pháp luật của dân, do dân và vì dân, luôn luôn bảo vệ và tạo điều kiện cho mỗi cá nhân có sự tự do nói chung và tự do ngôn luận nói riêng. Là công dân tương lai của một đất nước trong thời kỳ đổi mới, các em cần nâng cao trình độ văn hóa, trong đó có cả văn hóa pháp luật, để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp. Chào tạm biệt các em, chúc các em học tốt.